Chào mừng các bạn đã đến với series hướng dẫn mô phỏng MATLAB của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mô phỏng một cái cơ cấu cơ khí rất là phổ biến mà tất cả các bạn khi mà chúng ta học qua ngành kỹ thuật đều biết, đó chính là tay quay con trượt. Thì các bạn nhìn trên màn hình chúng ta có cái hình ảnh của tay quay con trượt, cơ cấu của tay quay con trượt nha. Và chúng ta sẽ có một cái điểm A, B, C. Thì như chúng ta biết rằng là khi điểm B này quay quanh trục, thanh AB này quay trục, thì vị trí C này sẽ trượt, trượt theo một cái quỹ đạo định tính như thế này. Và bữa nay thì chúng ta sẽ tính toán cái bài toán là vị trí động lực, cái bài toán về vị trí quỹ đạo của điểm C, và chúng ta sẽ mô phỏng nó trên phần mềm MATLAB. Rồi chúng ta bắt đầu nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích cơ bản về cái tay quay con trượt mà như hình chúng ta thấy, bây giờ chúng ta thấy rằng là gần như là hiển nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là XA, vị trí XA nó sẽ là bằng 0, 0, 0. Chúng ta lấy vị trí XA, điểm A là tọa độ gốc, thì chúng ta có XA, IA là bằng 0, XA, IA bằng 0. Tương tự thì chúng ta cũng dễ dàng tính toán được cái vị trí điểm B, thì XB nó sẽ bằng là độ dài của AB nhân cos phi, còn IB sẽ bằng là độ dài AB nhân sin phi. Một điểm đặc biệt mà chúng ta thấy rằng là vị trí IC, chúng ta thấy IC mà IC nó sẽ nằm ngay chân trục này, nên chính vì vậy IC nó cũng sẽ bằng 0. Các bạn lưu ý cái IC nó sẽ, chúng ta sẽ có bài quay tay quay con trượt mà là tâm, thì IC này là sẽ giá trị khác không. Và nhiệm vụ chúng ta thấy rằng là để mô phỏng được cái tay quay con trượt này, chúng ta chỉ cần tính IC là được, nha. Thì dựa vào cái cơ cấu hình học của nó thì chúng ta sẽ có một cái phương trình. Đó, thì chúng ta có phương trình là BC nha, bình phương, BC bình phương các bạn thấy không ạ? Sẽ bằng là XC trừ XB mũ 2, IC trừ IB mũ 2. Và ở đây chúng ta sẽ có cái vị trí là XC. XC đây là biến của phương trình này. Thì bình thường thì các bạn phải khai triển căn và làm những cái động tác khác, nhưng mà hiện giờ chúng ta đang thực hiện trên phần mềm MATLAB, thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán một cái hàm là hàm Euler, và chúng ta sẽ giải quyết bài toán này luôn mà không cần phải tính toán nha. Rồi bây giờ chúng ta qua MATLAB để chúng ta thử nghiệm nào. Thì trước khi mà chúng ta sử dụng MATLAB thì mình sẽ cho các bạn một số cái hàm căn bản mà các bạn cần nắm trước khi các bạn thực hiện. Đầu tiên đó là hàm vẽ đoạn thẳng ha, chúng ta sẽ dựa vào cái vector. Thì chúng ta sẽ có hai vector ha. Hai vector thì chúng ta có là x bằng xa, gọi là xa nha, xa ví dụ chúng ta cho bằng 0, ia chúng ta cho bằng 0, bằng cái góc tọa độ. Rồi bây giờ vector b, thì chúng ta có xb, thì ví dụ chúng ta sẽ cho bằng 30, và ib chúng ta sẽ cho bằng 40, ví dụ vậy, 40. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có tọa độ xy, tọa độ x và y nha, tọa độ xy của hai điểm AB. Bây giờ chúng ta muốn vẽ điểm AB thì như thế nào? Chúng ta sử dụng hàm pivot. Chúng ta có nha, pivot, và chúng ta có đầu tiên là x. Các bạn thấy nè, nó show ra luôn cho chúng ta cách thức nha. Đầu tiên là các giá trị của x. Chúng ta có xa, cách con cái xb. Các bạn lưu ý là nó các cái giá trị x thì theo giá trị x, và giá trị b y theo thì theo giá trị y. Rồi chúng ta phải bây giờ tới y đó, y thì chúng ta có y x đúng không, xin lỗi y x b, xin lỗi y b và y y a và y b, chúng ta có y a và y b. Rồi bây giờ chúng ta thử xem coi hình nó ra như thế nào.
Rồi như vậy là chúng ta đã vẽ được một cái đoạn thẳng như thế này, vẽ được một đoạn thẳng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một biến nữa nha, chúng ta thử thêm một biến nữa. Đó là XC bằng 50, XC bằng 50 và XC bằng 10 chẳng hạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử hàm lại, chúng ta cứ bấm mũi tên lên và nó sẽ đúng lại hàm nó, và chúng ta sẽ thêm XC vào và thêm IC vào, chúng ta enter. Và chúng ta thấy rằng là đây đây là đoạn AB và đây là đoạn AC, đây là đoạn AB và đây là đoạn AC. Rồi bây giờ chúng ta muốn cho nó màu sắc một tí nha, muốn cho nó màu sắc một tí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử mà một cách khác để cho chúng ta phân biệt giữa đoạn A và B, chúng ta vẫn sử dụng hàm plot nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tọa độ đầu tiên nè, là x nè. Lên đây luôn nhẹ nhàng nha. Rồi chúng ta có cái tọa độ đầu tiên đúng không? Rồi chúng ta phải, chúng ta đã học về màu rồi, dấu chấm phẩy. Chẳng hạn như thanh đầu tiên là màu đỏ và có dấu tròn. Đó. Xong, xong thanh đầu tiên. Tiếp tục thanh thứ hai. Đó, tiếp tục thanh thứ hai. Đó, tiếp tục thanh thứ hai thì chúng ta có là gì? Thanh B chứ đúng không? XC, XC. Rồi chúng ta cứ phải tiếp theo là X. Nói y b y c và chúng ta cho thằng này một màu khác, ví dụ chúng ta muốn nó màu là màu xanh dương, xanh dương là blue nè. Dấu o là để cho chúng ta có vẽ hai cái điểm tròn ngay chân hai đầu của nó. Rồi giờ chúng ta thử vẽ hình nhé. Rồi đây chúng ta thấy rằng đây là điểm điểm o của nó, đây là điểm o của nó. Đó, các bạn thấy không? Ở đây thanh này là thanh AB, thanh này là B, BC, BC. Rồi như là vậy là chúng ta đã giải quyết được cái khái niệm về cách bắt mà chúng ta vẽ hai đoạn thẳng nha, vẽ các khâu của nó, vẽ các khâu của nó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm giải quyết cái bài toán của chúng ta, giải quyết cái bài toán của chúng ta, giải quyết bài toán của chúng ta. Thì để giải quyết bài toán chúng ta thì thay vì chúng ta sẽ nhập lệnh ở trên cái cửa sổ lệnh này, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thức mà chúng ta sử dụng file để chúng ta thực hiện file mà chúng ta thực hiện. Đầu tiên các bạn click vào cái chỗ comment folder này, các bạn chọn chuột phải, các chọn new file phát sanh. Rồi ok, nó hỏi các bạn đặt tên gì. Bây giờ chúng ta cơ khí đi, này đặt tên là cơ khí chấm m nha, file này chấm m. Rồi sau đó chúng ta bấm đúp vào. Và ở đây thì nó cho ta một cái các cái dạng thông tin cơ bản, rồi chúng ta xóa hết đi, xóa đi. Rồi chúng ta sẽ viết từ đầu, chúng ta viết từ đầu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm cái hàm AB vào, chẳng hạn như đọc chúng ta sẽ cho giá trị AB nhé. AB giá trị, giả sử thanh AB chúng ta có độ dài là 0.5, rồi thanh BC chúng ta sẽ có độ dài là một đi, một. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ muốn giải hoài bài toán XC, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái tên biến là XC, chúng ta sử dụng SQM á, và chúng ta đặt tên XC. XC này thì sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái giá trị khác nhau, tại vì chúng ta thấy là chúng ta có hàm mũ, mà hàm mũ thì tối đa chúng ta sẽ có được hai, chúng ta sẽ có hai nghiệm ngay, chúng ta kể cả chúng ta là nghiệm kép hay là gì đó thì chúng ta vẫn là phải có hai nghiệm. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng một cái biến C đặc biệt là biến C sôi. Các bạn có thể đặt tên khác ha, các bạn đặt tên khác, cái này tên của chúng ta đặt thôi, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái chữ sôi này, có nghĩa là cái biến C giải, để sau này chúng ta còn lựa nghiệm nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập giá trị vào, nhập quá chi vào. Nãy chúng ta có là XA. Bây giờ XA nãy các cái giá trị mà chúng ta thấy rằng là nó hiển nhiên thì chúng ta đưa lên trên luôn. XA này bằng 0 này. XB cũng bằng 0 này, đúng không? Rồi, tiếp theo IC cũng bằng 0 luôn, đúng không? IC bằng 0. Đó. IC bằng 0. Rồi, chúng ta đưa lên đây luôn. Rồi bây giờ chúng ta đưa qua giải bài toán này. Thì bài toán nó phải nằm ở dưới đây, chúng ta có XB, XB bằng gì? XB bằng AB đúng không? Thanh AB nhân có
hàm có thì chúng ta ghi chữ có bình thường nha. Có, nãy giờ chúng ta quên một biến nữa mà chúng ta cần phải đặt, đó là biến phi. Phi, à bây giờ biến phi, biến phi chúng ta đặt sao? Phi bằng phi đầu tiên của chúng ta thì bây giờ là 60 nha, 60 nhân GB đi, 60 GB chúng ta cho lại một biến bi phi nào đó nha, chúng ta cho lại một biến phi nào đó, cos của phi, cos phi đúng không, cos phi rồi chấm phẩy x IB thì bằng gì? IB bằng là AB nhân cos của phi, sin của phi, rồi sin của phi đó, chúng ta có AB. Rồi tiếp tục, cái điểm này là chuyện cực kỳ quan trọng, chúng ta phải đặt một cái hàm để chúng ta sử dụng cái hàm soi nha. Chúng ta sử dụng hàm soi thì chúng ta sẽ đặt cái hàm, à, đầu tiên chúng ta đặt giá trị là phương trình, FY này là phương trình nha, phương trình rồi bằng nè, phương trình bằng cái gì? À nãy chúng ta có gì? XC đúng không? XC đúng không? Trừ XB mũ 2 cộng IC. À, IC mặc dù bằng không nhưng mà chúng ta vẫn để biến nha, tại vì khi mà chúng ta đổi giá trị IC ở trên thì nó sẽ thay đổi các cái giá trị thông số dưới. Trừ IB bằng, lưu ý ở đây chúng ta phải đánh hai dấu bằng nha, hai dấu bằng thì nó mới nhận đây là cái phương trình, phía sau này là cái phương trình, còn chúng ta để một dấu chặn là sai. BC mũ 2, rồi chúng ta BC mũ 2, rồi tiếp tục. Khi chúng ta đã có phương trình rồi, chúng ta có biến rồi, bây giờ chúng ta giải nha. Chúng ta giải, hồi nãy chúng ta có biến là x soi, các bạn lưu ý chỗ này nha. BC đúng không? Soi, à rồi ok, bằng giải phương trình là hàm solver. Soi, solver, rồi bắt đầu nè. Giá trị của hàm này là gì? Chúng ta thấy rằng nè, phương trình, đó, phương trình. Phương trình bằng gì? Phương trình là e q n, hãy mình đặt e q u ở trên nha, rồi e q u, rồi vậy là e q u không sao hết, ở đây nó e q n, rồi tại cái thằng này là cái biến thôi, cái phương trình biến thôi. Rồi giá trị của nó là gì? Giá trị càng giải không phải là x sao nào không? Rồi như vậy là chúng ta sẽ giải được phương trình nha, chúng ta sẽ giải được phương trình, rồi sau khi chúng ta giải phương trình xong thì chúng ta sẽ thấy một cái chuyện cực kỳ quan trọng, Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử giải phương trình nhá, rồi chúng ta bỏ dấu này đi, rồi chúng ta bấm thử thôi, run. Rồi chúng ta thấy rằng là phương trình này nó sẽ có hai nghiệm, nhưng mà thấy phương trình này nó sẽ có hai nghiệm đúng không? Phương này sinh ra hai nghiệm. Bây giờ phương trình này có hai nghiệm thì chúng ta phải tìm cách chúng ta loại đi một nghiệm. Rõ ràng chúng ta phải tìm cách loại đi một nghiệm. Và cái nghiệm ở đây chúng ta thấy rằng là nó có một cái nghiệm ở phía trên và một cái nghiệm ở phía dưới. Đó, nghiệm ở trên và ở dưới. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái thủ thuật nha. Bây giờ chúng ta có rằng là cái độ dài tối đa của XC là gì? Đó, bây giờ chúng ta có XC, chúng ta đã đặt một biến nha. XC tối đa, của nó max, max bằng, thì rõ ràng chúng ta coi lại hình của chúng ta nha, chúng ta coi hình lại hình chúng ta, thấy rằng là XC max là khi thằng AB nè quả gì BC này thẳng một hàng một, vậy rõ ràng chúng ta có XC max là gì? XC max không phải là AB cộng với BC không? Rồi bây giờ chúng ta thấy AB cộng BC, cộng với B, BC. Rồi bây giờ chúng ta có XC max ha. Rồi bây giờ XC max, có XC max rồi chúng ta làm cái gì? Cái XC max rồi chúng ta làm cái gì? Thì chúng ta có thấy rằng, nếu XC mà trừ XC max thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị nha. Chúng ta sẽ lấy cái giá trị nếu XC trừ XC max. Mà cái giá trị nào mà có cái nghiệm gọn nhất thì chúng ta sẽ thực hiện. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái hàm
cái nghiệm gần nhất á, còn không nó sẽ đi xa đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ các mình sẽ đánh cái công thức ra, các bạn sẽ thấy rõ thôi. Chúng ta có ABS là giá trị tuyệt đối đúng không, cái khoảng cách của điểm C á, tại vì nếu mà chúng ta các bạn thấy nè, cái hình này nè, khi chúng ta giải ra cái điểm C nó sẽ có một cái điểm bên đây và một cái điểm bên đây đúng không, thì chúng ta sẽ chọn cái điểm C sao cho nó nằm bên đây, thì nó phải là cái điểm X mắc này nè mà trừ nó đi thì nó phải là gần nhất, còn cái điểm này là xa nhất nha, thì điểm C nằm bên đây là sai, điểm C nằm bên đây mới đúng đó. Chúng ta sẽ sử dụng cách đó để chúng ta loại nó đi, chúng ta sẽ lấy là X X max, mình copy cho nhanh ha, trừ trừ à quên, xin lỗi nha, mình còn chưa xác định được là hai biến của nó, chúng ta phải đặt giá trị của hai biến của nó trước. Rồi chúng ta tắt cái này đi, chúng ta có xc một bằng là chúng ta sẽ có hàm soi một. Rồi chúng ta lấy giá trị đầu tiên, tại đây là một ma trận, chúng ta lấy giá trị đầu tiên tương tự xc2, kéo này xuống ha, xc2 chúng ta là giá trị thứ hai để chúng ta dán vào. Thật ra chúng ta không cần làm động tác này, chúng ta làm ấy cũng được, nhưng mà vậy thì cho nó gọn lại, cho gọn lại chúng ta trừ xc1 đúng không, ABS đúng không, nếu nhỏ hơn ABS trừ 2 thì nhỏ hơn, nghĩa là nó gần hơn, gần hơn thì nó sẽ đúng. Vậy chúng ta sẽ là XC, chúng ta có XC bằng XC1. Rồi ngược lại thì XC đúng không, XC sẽ bằng XC2. Rồi chúng ta end. À, chúng ta thấy không ạ? Tức là chúng ta sẽ lựa cái điểm gần với cái thằng X mắc nhất. Rồi, còn nếu mà kia thằng kia trừ ra thì nó giá trị đó nó sẽ lớn lớn hơn cả X mắc nha. Rồi chúng ta sẽ chọn nghiệm là bằng cách đó ha, các bạn lưu ý. Còn mỗi là phương trình chúng ta luôn luôn giải ra hai nghiệm và có một cái điểm C nằm bên kia của A luôn. Theo một điểm C nằm bên kia của A luôn thì cái nghiệm đó là nghiệm sai. Chúng ta phải lưu ý vô đó. Rồi bây giờ chúng ta in X ra. Giữ X ra. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử ha. Rồi chúng ta đã ra nghiệm chưa? Rồi chúng ta có một còn một nghiệm duy nhất, chúng ta còn một nghiệm duy nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh là nãy mà chúng ta làm, thực hiện cái lệnh mà nãy chúng ta làm để chúng ta vẽ cái đồ thị, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm pilot, pilot nha. Sử dụng hàm pilot. Rồi chúng ta cũng có là gì? Nãy mình đây mình có mình copy dần dần ha. Rồi chúng ta sẽ hàm pilot. Rồi chúng ta vẽ cái đồ thị này ra, chúng ta sẽ vẽ đồ thị này ra. Rồi chúng ta chạy thử nhé, đồ thị đây. Các bạn thấy không nha, đó, chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị này ra, vẽ thị này ra, và chúng ta thấy rằng là đây là cái mà chúng ta mong muốn nha, vị trí mà điểm C chúng ta mong muốn. Rồi bây giờ chúng ta muốn vẽ cái quỹ đạo này thì chúng ta làm như thế nào đó, thì cho các bạn biết rằng là trong tất cả các cái phần mà chúng ta làm ấy thì nó sẽ có một cái hàm được là hàm for nhé, hàm for, và để chúng ta làm một cách này rất là ổn thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm for để chúng ta lồng cái quy trình này lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nha, hồi nãy chúng ta nói là cho góc AB là chúng ta quay đúng không, thanh AB chúng ta quay thì chúng ta cho phi quay thôi, for. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là phi, chúng ta cho phi quay thôi, phi quay bằng, vậy chúng ta chạy từ không đến mỗi bước như vậy thì bi 20 đi, bi chia cho 20 ha, bước như vậy và đến chúng ta sẽ đến là 6 bi, 6 bi là một dòng, 6 bi là một dòng. Rồi chúng ta enter xuống, chúng ta thêm hàm n ở đây. Rồi mọi thứ ổn chưa ta, nhớ hàm soi này phải nằm ở trong đây nha, phi này bỏ đi, phi này là chúng ta nó phải lại rồi như chủ. Rồi như vậy chúng ta sẽ có, rồi chúng ta sẽ cho nó chạy thử, cho nó chạy thử. Rồi nó đang chạy nha, các bạn đợi một tí, anh một tí.
thì nó chúng ta sẽ chạy cũng hơi bị nhiều nên là nó sẽ ra một cái đồ thị hơi lâu, hơi lâu. À, xin lỗi, nếu mình không sử dụng hot on nên là nó chỉ lưu là cái cuối cùng thôi, thì mình sử dụng hot on ha. Đó. On. Rồi chúng ta cho nó luôn cái ra luôn. On luôn. Và chúng ta sử dụng luôn cái thằng acid wear luôn để cho nó quay. Rồi cái hàm này dùng để hỗ trợ cho cái thằng cầu thị thôi, chứ không có gì cả, thì thôi chúng ta không làm gì cả. Rồi bây giờ chúng ta thử nha, chạy lại. Đang chạy nha. À, tùy thuộc vào cái máy của chúng ta thì cái quá trình chạy nó cũng, các bạn thấy đây, các bạn thấy là tùy thuộc vào cái máy chúng ta thì quá trình chạy nó cũng hơi lâu. Đó, đây đây là quỹ đạo của điểm C. À, các bạn thấy không, các điểm C này luôn luôn nằm ở đây là đúng, đúng không, luôn luôn nằm ở đây là đúng. Rồi bây giờ có một vấn đề rất là hay là bây giờ chúng ta làm cách nào cho thằng này chạy ngã, đúng không? Bây giờ chúng ta làm cách nào để cho thằng này nó chuyển động. Bây giờ chúng ta là thấy là thằng này là ok rồi, bây giờ chúng ta làm cách nào cho nó chuyển động, thì bây giờ chúng ta mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để cho thằng này chuyển động. Đầu tiên thì các bạn phải sử dụng ở trên đây, các bạn phải xóa xóa cái cũ đi bằng làm CLA, là chúng ta sẽ xóa cái hình này nha. Muốn chuyển động thì chúng ta sẽ sử dụng một hàm được gọi là hàm bao bao e. Rồi chúng ta sẽ cho nó ngừng không nhầm không 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 nha các bạn, mà để lâu quá thì cũng không được. Rồi bây giờ cho mình 1 2 3 4, rồi 11 triệu 6. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho coi coi nó có chuyển động không. Đây đây là đồ thị mà các bạn mong muốn, bạn thấy rất là đẹp đúng không? Nó sẽ vừa giải bài toán này, vừa giải bài toán này và vừa cho chúng ta thấy cái quỹ đạo chuyển động, quỹ đạo chuyển động nha, quỹ đạo chuyển động của cái đồ thị này. Hình như là cái này là 6p là nó hơi thừa, tức là nó đang quay lại thêm một lần nữa. 2p 4p à, không phải 6p. Ok ha, bây giờ chúng ta làm lại coi. Thật sự là 4p. Nó vẫn còn thừa 3C. Tức là nó cứ lặp đi cái dòng mà lại, nhưng mà nó nhanh hơn rồi đấy. Bây giờ chúng ta thử 2p ra coi. Từ 0 đến 2p. 0 đến 2p. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta đặt biến như vậy thì nó sẽ chạy 2p, là nó dậy một vòng tròn. Hồi nãy nó chạy gấp đôi lên, đúng không? Từ 0 đến 2p. Và chúng ta muốn thằng này mạnh hơn thì chúng ta cứ thay đổi vốn giá trị này, ví dụ chẳng hạn mình chia cho 10 thì nó sẽ giãn ra. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ chẳng hạn như mạnh hơn thì bây giờ mình sẽ chia cho 30 thì nó sẽ mạnh hơn. Rồi ok, trên đây là hướng dẫn của mình về cách mô phỏng tai quay con trượt bằng phần mềm MATLAB, thì chúc các bạn thành công. Hy vọng là các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn một cách chi tiết và cụ thể. Và cũng các bạn có những cái chủ đề gì hay thì các bạn cứ comment, mình sẽ thực hiện theo các yêu cầu của các bạn. Hy vọng các bạn có thể thành công trong các cái dạng mô phỏng khác của phần mềm cơ khí. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở các series, các cái bài hướng dẫn sau.